Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng gặp nhau trong thời lượng của tin tức mới. Quý vị hãy cùng dành thời gian để lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong tin tức mới. Và đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Bộ Lao động Thương binh Xã hội đề xuất hỗ trợ gạo cứu đói cho hơn 8,6 triệu người. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã trình Thủ tướng hỗ trợ hơn 130.175 tấn gạo cứu đói cho hơn 8,6 triệu người dân thuộc 24 địa phương bởi ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Ngày 19 tháng 8, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, đợt dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, việc làm của người dân và người lao động, đặc biệt đối với những người bị giãn cách, hoãn, ngừng việc, bị mất việc, mất thu nhập, không đảm bảo được đời sống, có nguy cơ bị thiếu đói, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã nhận được công văn của 24 tỉnh thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội, đề nghị Bộ đề xuất Thủ tướng hỗ trợ tổng số hơn 216.618 tấn gạo cứu đói cho hơn 8,6 triệu nhân khẩu có nguy cơ bị thiếu đói do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 năm 2021 trong đó Đắk Lắc đề xuất hỗ trợ 534,3 tấn gạo, Đắk Nông 577,1 tấn, Đồng Tháp là 5.883,4 tấn, Tây Ninh 336,2 tấn, Cà Mau 2.862,3 tấn, Vĩnh Long 2.103,1 tấn, Long An 807 tấn, Thành phố Hồ Chí Minh 71.104,9 tấn. Để không ai bị thiếu đói, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội xem xét và trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ hơn 130.175 tấn gạo cho hơn 8,6 triệu nhân khẩu thuộc 24 tỉnh bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Mức hỗ trợ cho mỗi nhân khẩu là 15 kg gạo trong thời gian một tháng. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, sau khi thực hiện hỗ trợ một tháng mà vẫn còn khó khăn, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có văn bản gửi bộ cũng như Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét tiếp tục hỗ trợ. Trước đó ngày 16 tháng 8, Thủ tướng đã quyết định xuất cấp hơn 4.117 tấn gạo hỗ trợ cứu đói cho người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 cho 3 tỉnh là Bình Phước, Bạc Liêu và Sóc Trăng. Vừa rồi là những thông tin vừa được tổng hợp của tin tức mới. Cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ kênh của chúng mình. Đừng quên để lại ý kiến đóng góp hay chia sẻ cảm nhận của mình bên dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.